Xin chào mọi người. Mình xin review cái đồng hồ mua trên Shopee. Cái này hàng Trung Quốc. Giá của nó là 67.000. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử sản phẩm này có chất lượng hay không nha. Mình sẽ khui hộp và gắn pin cho các bạn cùng xem với mình. Mình cũng chưa thử nữa. Rồi giờ khui thôi. Trong này không có miếng lót nữa. Chỉ có cái bọc này thôi. Không ăn thua đâu nếu mà có bài đọc. Và một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng toàn tiếng Trung Quốc thôi. Rồi mỗi cái hộp một bên. Đây là đồng hồ. Nó khá nhỏ so với tưởng tượng của mình. Nhỏ hơn cả bàn tay luôn. Về đồ hoàn thiện mình thấy cũng khá ok, nút bấm cũng không tới nổi nào. Sản phẩm này chỉ có 67.000 thôi nha mọi người. Trong này nó dùng tới 3 viên pin. Pin này là loại pin nhỏ, không phải là pin da bình thường, nhỏ pin da bên trong mấy cái remote bấm. Giờ mình sẽ bỏ pin vào xem, coi thử lên nguồn không ạ. Cần tới 3 viên. Wow. Cái này hơi cứng, gắn vào hơi khó. Rồi ok, đậy nắp lại thôi. Chà, bật nguồn lên luôn. Tắt nguồn. Cái nào là tắt, là tắt của cái này là gì không biết. System à, đây là độ C và độ F nè, hình như là vậy, mình chả biết nữa. Còn cái này là mở tắt hả? Còn nút này không biết làm gì nữa. Còn đây là chỉnh ngày tháng của ta. À, kéo cái này lên, kéo này xuống là nó nhảy nhảy cái số. Còn kéo lên luôn, khóa lại là số đứng im, hiển thị rất là ok nha. Giờ cho chưa biết chỉnh sao đây.
này là chỉnh nhiệt độ nè. Các bạn chú ý chỗ góc màn hình nha. Mình bấm vào nó sẽ nhảy 90 độ F, 32 độ C. Còn nơi định dạng là 12 tiếng hoặc là 24 tiếng. Không giờ 2 phút, 12 giờ 2 phút. Chỉnh giờ như thế nào thì mình cũng chưa biết. Coi. Các bạn để ý cái dòng này nha. Cái này kéo lên trên là khóa tới giờ lại không chỉnh được. Xuống một nấc. Cái dòng ALZ nè. Là để chỉnh thời gian báo thức. Nó sẽ nằm ở đây. 6 giờ sáng nè, 6 giờ 5 phút, 6 giờ 6 phút à. Xuống một cái nữa là chỉnh ngày tháng. That's it. Chúng ta bấm, chắc là bấm vào ngày tháng nè. Bấm vào cái phím chính giữa này để chỉnh. Ngày tháng là chắc khỏi chỉnh thì chú ý coi giờ thôi. Cái cuối cùng là thêm set. Chỉnh giờ. Để tăng giảm, tăng thì các bạn chỉnh cái nút chính giữa nè. Chính giữa là phút, chỉnh phút. Bên này là chỉnh giờ. Bây giờ là mấy giờ mình không biết nữa. Bấm cái nút này nè. Nó sẽ nhảy giờ. Còn nút này nó nhảy phút. Nhớ là phải kéo cái cần gạt này xuống cuối cùng nha. Có 4 lựa chọn nè. Chỉnh ok rồi thì kéo lên trên, chọn khóa lại. Ở ngoài nhìn nó rõ hơn nha các bạn. Cái này do mình ánh sáng hơi yếu nên nhìn trong video đó không có rõ lắm. Ngoài nhìn rõ hơn hết á. Rồi mình xin kết thúc video ở đây.